Nesgercan canxi hữu cơ nhập khẩu từ Úc. Canxi cho mẹ khỏe bé cao. Khi mà cảm thấy trong người nó mệt mỏi, thế là em mới đi mua que thử thai về thì mình khóc trong nhà vệ sinh luôn. Nói chung là lúc đấy em chỉ thấy một cảm giác duy nhất là lo lắng và sợ hãi thôi. Đến lúc mà anh ấy nhìn thấy cái que thử thai thì thôi, hai vợ chồng lúc ấy giống như là chết lặng đi. Mình bụng bầu như thế nhưng mà mình vẫn làm những công việc chân tay. Tại vì du học sinh ở bên nước ngoài ấy là rất khổ, không có sung sướng gì hết. Về đến Việt Nam một cái là bị, một cái là ngộ độc thai. Trời ơi. Trời ơi, em nổi mẩn từ đầu đến chân luôn, như một con rồng. Vẩy 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 khắp người luôn. Lúc đấy thật sự trầm cảm trước sinh ấy. Mọi người trong nhà thì không ai nói chuyện được với mình, vì mình thôi, mình biến thành con người khác ấy. Mình khó chịu lắm, mặc lắm kìa. Em cảm thấy em không muốn gần ai ấy. Em đóng cửa lại, em không cho ai bước vào nhà, vào phòng em hết. Em bịt hết các gương lại. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Xin được cảm ơn nhãn hàng Pue Collagen và nhãn hàng Rick Skin trắng da mờ nám của thương hiệu Kohino đã tài trợ cho chương trình. Và thưa quý vị, người bạn đồng hành với Ngọc Lan không ai khác đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Chào Ngọc Lan. Dạ. Rồi sao giọng hôm nay có vẻ không có được cơ. Em đang ốm, mùa này là dường như là có dịch cúm cho nên là mình cố gắng giữ gìn sức khỏe tí, đừng để giống em. Em đang không khỏe lắm đúng không? Đúng rồi chị. Bữa nay có một người mà chị nghĩ là ngồi ghế này hợp lắm, chết em rồi Lan ơi. Chị đừng có giật chén cơm của em. Chị không biết nữa nhưng mà em mời vô đi em sẽ hết hồn liền luôn. Trời là ơi. Em không dám ho nữa luôn. Vậy là tôi đoán là mẹ biển của chúng ta ngày hôm nay là một MC. Đúng rồi. Trời ơi. Xin mời mẹ biển. Wow. Ôi, xin chào hai người đẹp. Rồi thấy mất chớp rồi đó. Thấy chưa. Thôi lần lần đi mời nước liền. Đúng rồi, mất chớp. Trời ơi. Xin giới thiệu với quý vị, đây là MC Vân Hugo. Nè, mọi người chắc hôm nay cầm trịch chương trình luôn quá. Giờ nay tôi bệnh rồi. Em bé đầu là nhà Vân là 13 tuổi đúng không? Đúng rồi. Như vậy thì bây giờ chúng ta quay ngược trở lại 14 năm về trước. Cái ngày đầu tiên mà mình phát hiện ra mình mang thai á, nó diễn ra như thế nào Vân còn nhớ không? Hồi đấy là Vân đang đi du học bên Thụy Sĩ, đang học cao học bên đó. Lúc đấy đang trong cái học kỳ á, thì mình cũng không hề nghĩ là mình sẽ có thể dính bầu được. Thì lúc đấy mình đang đi học nên mình lại ở một đất nước rất là xa lạ nữa. Nên là khi mà cảm thấy trong người nó mệt mỏi, thì lúc ấy chưa có kinh nghiệm gì, mới có 23 tuổi còn quá trẻ á. Thế là em mới đi mua que thử thai về. Sau đấy thì chui vào nhà vệ sinh với mọi người đang ăn uống party ở ngoài rất là vui. Thì mình khóc trong nhà vệ sinh luôn. Bây giờ tại sao khóc, mừng quá khóc hay là sợ quá khóc? Sợ quá. Bối rối quá khóc kiểu không biết làm sao. Đúng. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác như thế mà cảm thấy rất là, thật sự với cảm giác đầu tiên là sợ. Lo lắng, không biết là con mình có khỏe được không. Rồi ở đấy thì thời tiết quá là lạnh, -25 độ, bên Thụy Sĩ nó siêu lạnh luôn ấy. Nói chung là lúc đấy em chỉ thấy một cảm giác duy nhất là lo lắng và sợ hãi thôi. Xong mọi người cứ ở ngoài ăn uống vui chơi, mình cứ ở trong nhà vệ sinh mình khóc mấy tiếng đồng hồ. Rồi tự đi ra hay là mọi người đi tìm? Mọi người đi tìm. Ôi trời ơi. Mọi người đi tìm gõ cửa quá trời, tưởng mình bị ngất thì bị sao. Thế xong đến lúc mà chồng mở cửa, chồng cũ mở cửa ra nhìn thấy mình ngồi khóc ở trong đấy thì mới không hiểu chuyện gì. Đến lúc mà anh ấy nhìn thấy cái que thử thai thì thôi, hai vợ chồng lúc ấy giống như là chết lặng đi. Anh khóc chung với em luôn. Anh hòa vô cái tiếng khóc ấy luôn không? Thực ra là anh ấy cũng rất là trẻ. Thời điểm đấy anh ấy 24 tuổi, em 23 tuổi. Giống như hai đứa trẻ con mà biết là mình sắp có thêm một đứa trẻ con nữa. Thực ra là việc này bố mẹ em đã tính trước rồi, hai bên đã tính trước nên mình cho hai đứa cưới trước khi đi du học. Thật ra khi hai đứa đi du học thì cảm thấy rất là yên tâm. Nếu mà có bầu thì cũng không sao. Nhưng mà để nghĩ sốc thì vẫn là sốc. Chỉ có người trong cuộc thì mới thấy có sao. Đúng rồi. Việc đầu tiên là gọi về cho hai bên bố mẹ. Rồi ở trường thì cũng phải thông báo cho các giáo viên ở trường. Rồi lúc đấy mặt em trẻ quá, mọi người nghĩ em mới có 17 tuổi. Bên đó thì họ mới nghĩ là chưa đến tuổi để có làm mẹ được. Thì các giáo viên mới gọi mình ra một góc hỏi rất là tâm tình, rất là nhẹ nhàng hỏi mình thế bây giờ tính sao, thế bây giờ có muốn để không. Thì mình nghĩ trong đầu là trời ơi trời, lần đầu tiên trong đời mình có bầu mà mình bây giờ lại hỏi mình câu đấy, chắc chắn là mình phải để rồi. Thế là vừa mang bầu vừa học vừa phải tốt nghiệp trong cái trạng thái đó. Nói chung là một quãng thời gian em không bao giờ quên. Như vậy rõ ràng là cái hành trình mang thai của Vân nó rất là nhiều kỷ niệm, rồi ấn tượng nữa. Đúng rồi. Rồi làm sao mình vừa vác cái bụng bầu đó, rồi vác thêm chồng sách nữa. Nó có ảnh hưởng gì đến em bé không? Thời điểm đấy là mình cũng học xong phần lý thuyết rồi. Cái nửa năm còn lại của em là đi thực tập. Tức là mình phải đi làm, không phải đi học nữa. Cái nửa năm đấy là Vân đi làm bồi bàn này, đi trông siêu thị này. Trời. Tức là rất vất vả luôn. Mình bụng bầu như thế nhưng mà mình vẫn làm những công việc chân tay. Tại vì du học sinh ở bên nước ngoài ấy là rất khổ, không có sung sướng gì hết. Đi làm đúng nghĩa là lao động chân tay luôn.
thì mình mới thấy là đúng là cái quãng thời gian đấy mình phải trải qua nó khó quên trong cuộc đời. Chắc là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của em ấy. Ông xã ảnh thể hiện cái sự chuyển biến từ một cái người chồng trẻ sang một ông bố trẻ thì như thế nào? Nó có làm cho em đủ yên tâm trong thời tiết giá lạnh và sự vất vả lao động đó không? Thực ra thì hồi đó anh ấy cũng rất là trẻ con ấy, nên là cũng chưa biết cách chăm sóc vợ đâu. Rồi lần đầu tiên em được ăn món ăn do anh ấy nấu, cũng là cái thời điểm em mang bầu đó. Thì hai vợ chồng, thực ra là anh ấy nấu ăn rất là ngon. Anh ấy lại đi làm bếp, tại vì hồi đấy là một đứa đi làm bồi bàn, đứa đi làm bếp, nhưng mỗi đứa một nhà hàng khác nhau. Thì đến đêm về mới gặp nhau, thì anh ấy mang cái phần mà anh nấu ở nhà hàng của anh ấy về cho em ăn buổi đêm ấy, 1-2 giờ đêm mới được ăn. Nhưng lúc đấy mình thấy hạnh phúc và thấy rất trân trọng. Lần đầu tiên trong đời được ăn một món ăn do chồng cũ. May nhờ có bầu nên mới được ăn đó. Không đúng, nhiều khi có những cái hoàn cảnh mà khi mình mang bầu cái tự nhiên mình một bước là thành hoàng quý phi. Không chị ơi, vẫn ô xin là vẫn ô xin. Rồi, ở bên đó thì với cái điều kiện kinh tế thì mình cũng không có nhiều. Rồi thời gian mình cũng không có nhiều. Rồi các cái buổi mà mình đi thăm khám em bé ở trong bệnh viện với bác sĩ thì có diễn ra nó nhiều hay không và nó có đầy đủ hay không? Thực ra ở nước ngoài người ta cho khám ít lắm. 7 tháng là em quyết định về Việt Nam. Thì trong 7 tháng đấy chắc khám khoảng 3-4 lần thôi. Khám ít lắm. Mà bên đấy họ khám nhanh lắm, mình cũng cảm giác nó không nghiêm trọng ấy. Rồi vấn đề ăn uống như thế nào? Chắc là thèm đồ ăn Việt Nam lắm hả? Trời ơi, bà bầu gầy tong teo luôn ấy, sụt cân luôn, tại không có gì ăn cả. Em không ăn được đồ Tây, không ăn được phô mai các thứ, mình chỉ thèm món Việt Nam, thèm hồi đấy ngén dưa chuột chứ. Chỉ thèm dưa chuột với dưa hấu thôi. Mà không có mà ăn ấy. Trời ơi, khổ sở lắm luôn. Em hồi đấy em ngày nào ăn mì tôm, đêm nào cũng ăn một bát mì tôm chanh ấy, xong rồi là vắt thêm chanh rồi cho thêm cái canh chua khô mua ở Việt Nam gửi sang ấy. Rất là ngén nhưng mà ăn uống rất là thiếu chất. Thế nên về Việt Nam mới được ăn uống đầy đủ á. Nghe là đoạn cuối hành trình thì mới được chăm sóc đủ đầy. Đúng khúc rồi. Này mới là khúc bà hoàng nè. Đó. Khúc này mới lên hoàng quý phi. Đó. Nhưng mà vì mình muốn sinh ở Việt Nam dạ. cho yên tâm mà mình quay trở về dạ. hay là cái điều kiện bên kia thì nó khó hơn? Không, bên kia thì thực ra nếu mà mình ở lại thì cũng rất là ok. Thì con mình sẽ được sinh ra ở một đất nước mà rất là phát triển về y tế. Nhưng mà thật sự lúc đấy em chỉ cần ở bên mẹ thôi. Đúng rồi. Về đến Việt Nam một cái là ngộ độc thai. Trời ơi. Trời ơi, em nổi mẩn từ đầu đến chân luôn, như một con rồng. Vẩy 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 khắp người luôn. Bác sĩ không tìm được. Em nói nghe nè, bệnh vẫn phải là một cái con gì đó nó rất là thần thánh nha. Phải là con rồng, cái con khác không có chịu. Ví dụ như con cóc đồ đi không lấy ra. Phải là con rồng. Mà mề đây thì phải là con cóc nó mới đúng. Cái này là cốt quý phi. Vẩy 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 nó cứng lắm chị. Em vẫn nhớ nó vẩy lên ý, chứ nó không phải là con cá. Triều đình là của chị. Rồi triều đình là của chị. Triều đình là của chị. Chị là con rồng. Ok. Như một con rồng. Nhưng mà lúc đó sợ không? Sợ chị. Ê, 20 mấy tuổi xuân 23 sắc, tuổi đỉnh cao sự nghiệp, tự nhiên có thai rồi đã vậy nó còn rồi em sao? Như một con quái vật chị ạ. Là em về Việt Nam em mới bị đúng không? Tức là 7 tháng em không sao nha. Em ở bên nước ngoài em không sao, về đến Việt Nam em được ăn uống thoải mái thì em lại bị. Trộm biết là về Việt Nam nữa chứ ở bên kia mẹ em còn bị nữa, chắc thì chắc em chết sẽ luôn á. Chắc em chết luôn. Rồi sao, rồi em nhìn thấy cái sự xuất hiện của những cái mẩn đó rồi em làm sao? Thì em trầm cảm. Em trầm cảm trước sinh luôn. Cẩn thận lắm. Trời Vân ơi, lúc đó em phải nghĩ là hai kỳ. Một cái vảy là một điều ước chứ. Không. Em gỡ nó ra. Không, em không nghĩ vậy được. Cái em đó hơi quá là, thấy là mình quá xấu xí thôi. Cái sự tích cực đó nó ô về luôn rồi Gia Lan. Ô về luôn rồi đó. Nói chung thấy, tự thấy mình là con rồng là tôi đã thấy cũng dữ lắm rồi đó. Tự an ủi chị ơi. Lúc đấy thật sự trầm cảm trước sinh ấy. Em còn lúc em chưa đọc một tài liệu gì về trầm cảm đâu. Mà em ngày nào muốn chết. Tức là ngày nào cũng nghĩ là đủ trò. Bởi vì là em về Việt Nam em đã không có công việc này. Rồi em lại bị như thế. Xong rồi mọi người trong nhà thì không ai nói chuyện được với mình. Vì mình thôi, mình biến thành con người khác ấy. Mình khó chịu lắm mà lắm kìa. Em cảm thấy em không muốn gần ai ấy. Em đóng cửa lại, em không cho ai bước vào nhà, vào phòng em hết. Em bịt hết các gương lại. Em béo to rồi, tăng 15 cân rồi. Xong người thì nổi hết lên như thế. Bác sĩ thì không khám được. Không biết bị làm sao. Mình không biết mình bị làm sao luôn. Cái giai đoạn đó là đã làm Hugo rồi chứ. Rồi. Em đang rất là hot luôn. Đỉnh cao sự nghiệp làm Hugo mà đúng mười mấy năm về trước là trời ơi đúng rồi. Nhật ký vàng anh. Đúng. Hồi đấy là đang đọc rất là nhiều thứ. Chết rồi. Đang rất hot luôn. Cái tự nhiên mình cảm thấy giống như mình bị rơi xuống vực. Em vì rơi xuống vực. Mình không thể. Ôi. Đúng rồi. Lúc đấy là tức là nghĩ là trong đầu là bây giờ mẹ sẽ đẻ con ra xong mẹ sẽ tự tử luôn. Đấy, mẹ không chịu nổi. Thứ nhất là rất đau đớn. Bị thì rất là đau. Nó không phải là ngứa nữa mà nó đau chị ạ. Xong rồi mình lại cảm thấy là mình béo, mình nặng. Mình không làm gì được, mình chỉ nằm được một chỗ. Hàng ngày là mẹ chồng em sẽ để cơm trước cửa phòng. Mẹ em sẽ lấy vào mà em không gặp gỡ một ai hết. Có nghĩa là mấy tháng đấy là em như là bị thần kinh luôn ấy. Thế là thôi. Đến tận ngày đi đẻ là bắt đầu là nó mới bay hết tất cả cái vết đấy đi chị ạ. Tức là lúc mình đẻ em bé xong một cái nhá,
là các cái vết này nó biến mất như là nó chưa bao giờ xuất hiện luôn ý. Ừ. Trời, nó kỳ diệu chị ạ. Ôi, em nghĩ lại cảm giác như em được hồi sinh ý. Vậy thì bây giờ bạn thứ hai, bạn thứ hai thì có còn ngồi trong nhà tắm khóc mấy tiếng hồ nữa không? Không, bạn thứ hai lúc đó trưởng thành rồi, mười mấy năm sau lận mà. Nhiều khi nó quên cái đoạn một của em, cái đoạn hai là y chang là đoạn đầu luôn. Có thể luôn đó. Vẫn khóc. Trời ơi. Hai bạn giống y nhau. Đều ngồi khóc. Dạ. Nhưng mà cái gọi là cái nội hàm của giọt nước mắt chắc nó sẽ khác nhau. Dạ đúng 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 ạ. Canxi Nectogan giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Thế thì mình biết tin mang bầu bé thứ hai nó diễn ra như thế nào? Bé thứ hai thì là thật sự là em mong đợi mãi mà không có. Là mấy năm liền hai vợ chồng thả mà không có dính. Mặc dù là đi khám khắp nơi rồi mình cũng thật sự là thời điểm dịch nó căng quá đi, không thể đi ra khỏi nhà được ấy. Thì mình cũng không thể nghĩ nổi là mình lại có thể có em bé được ấy. Lúc mà mình căng thẳng nhất, mình cảm thấy mình vô dụng nhất thì mình lại có một cái sinh linh mới xuất hiện. Nó kỳ diệu lắm chị ơi. Em vẫn đang nghĩ là em tuyệt vọng trong cái việc là em có con rồi đấy. Hai vợ chồng tính là sang năm là hết dịch là đi làm IVF. Thế mà thời điểm đấy là em thật sự em cũng không có tiền đâu. Ôi, em cũng nghèo, thời điểm đấy không ai có tiền mặt cả. Thì hồi đấy có cái quỹ hạt vừng mà các nghệ sĩ mở ra để mà mua máy thở cho các bệnh viện á. Em chả có cái gì thì em mới gửi tặng một cái nhẫn kim cương. Thì lúc đấy em không có gì ngoài cái nhẫn kim cương. Đúng rồi, tại vì em không có tiền mặt. Em không có tiền mặt. Xin lỗi chị bị bỏ lại không có của nổi, người ta có của chịp. Rồi. Trời ơi, cái nhẫn nó là em mua từ lúc em đang rất là đắt xô á. Tại em thưởng cho em cái nhẫn đó là cái nhẫn duy nhất em tự mua cho mình. Nhưng lúc đấy em nghĩ em chả thiết tha gì nữa cả. Mà em nhìn xung quanh quá nhiều người chết đi. Thì mình nghĩ là thôi mình có cái gì thì mình góp cái đấy. Chẳng cần phải giữ ra để làm đúng gì. Đúng rồi, em nghĩ cũng chả để làm gì, cũng có đi event thì biết gì đâu mà đeo đâu. Thì em mới nhắn cho chị Xuân Lan là chị ơi thôi bây giờ em muốn góp như vậy. Thì chị Xuân Lan mới lái xe qua nhà em luôn, tại vì chị Xuân Lan lúc đấy có một cái biển là được đi lại trong thành phố để lấy đồ á. Thế là chị Xuân Lan bảo chị rất là xúc động và mong là em sẽ mạnh khỏe vượt qua cái giai đoạn đó. Thì lúc ấy mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Xong rồi cái nhận đấy bán được hơn 400 triệu chị ạ, và mua được 8 cái máy thở. Trời ơi, em vui ơi là vui, em hạnh phúc lắm luôn ý. Thì đúng cái ngày hôm đấy thì tự nhiên thấy trong người mình nó khác nha. Thế xong rồi một tháng sau thì mình lại đi chạy mấy buồn nôn. Thế em mới nghĩ mãi em đầu tại sao tự nhiên em lại có bầu được nhỉ. Thì mình mới nghĩ lại cái khoảng thời gian đấy, mình căn lại thì đúng cái ngày đấy là cái ngày mà bọn em, tại vì lúc đấy cũng rất là không vui vẻ gì cả, cũng rất là ít thôi. Hai vợ chồng gần nhau rất là ít. Thế mình suy ra ngay là đúng là ngày hôm đấy rồi, là ngày mình tặng cái nhẫn đấy. Hôm đấy mình mới vui quá buổi tối hôm đấy. Vui quá, nó vui hoành tráng. Vui quá, tối hoành tráng. Đó, tối cái tự nhiên có một hạt kim cương mới nó tới với đời mình luôn. Cho đi một cái nhẫn kim cương và đón lại một cái khối kim cương. Được đền đáp, được đền đáp. Cái hành trình hai nghén lần này thì được ở tại Việt Nam rồi. Không cần phải thèm dưa chuột và dưa hấu nữa. Nhưng lại là dịch. Đúng rồi, lại dịch. Nó khó khăn cũng trăm bề, đúng không phải giỡn đâu. Rồi dưỡng thai sao em? Lúc đó là đi ra đường là phải có giấy mà, phải có giấy thông hành mà. Tức là mỗi lần đi khám thai là em phải test Covid. Và lần nào mình cũng rất là lười ra đường, bởi vì là thật sự quãng thời gian đấy mình chỉ muốn ở nhà thôi để cho đảm bảo an toàn cho em bé. Lúc này là mình gần như là nó là một cái trải nghiệm khác hoàn toàn với lần một. Ở tại quê nhà là không có lao động chân tay nặng nề như hồi xưa. Nhưng mà bù lại là dịch thôi. Nhưng mà cái độ yên tâm của em về đứa thứ hai nó có khác không so với bạn thứ nhất? Thực ra là em lo hơn nhiều ấy, tại vì bạn thứ nhất là khi em còn rất là trẻ và tràn đầy sinh lực. Đó, lúc đấy mình chưa biết sợ là gì. Nhưng mà đến bạn này thì em cũng lớn tuổi rồi, 37 tuổi mới có bầu. Trời ơi, cách bé kia 13 năm. Coi như em quên hết tất cả kinh nghiệm rồi mọi thứ, em không còn một cái gọi là kiến thức gì về sinh nở hết. Thế xong rồi mình nghĩ trong đầu là trời ơi, mà đang dịch bệnh như này, em bé này rất là khổ thân ấy, tại sao lại bầu trong hình thành trong hoàn cảnh như này. Thế là hai vợ chồng cũng rất là lo lắng. Bác sĩ thì cứ khuyên là thôi cứ bình tĩnh thôi, cứ giữ cho tinh thần mình thật là thoải mái. Cái điều sốc nhất đấy là đến tháng thứ 5 thì em bị Covid. Đấy là cái cảm giác khủng khiếp nhất luôn. Lúc đó là có tiêm vaccine chưa? Em mới tiêm mũi thứ 2. Mới tiêm mũi thứ 2 được 1 tháng thì biết là mình có bầu. Thời điểm đấy là rất là lo vì là em bé còn quá nhỏ. Mình còn đi chạy đi trước nữa. Trời ơi, nói chung là không biết một cái gì cả. Thế xong đến khi mà bác sĩ nói là bây giờ bị Covid thế này thì vẫn đang cách ly, mọi người vẫn đang cách ly. Thì bà cũng không đi khám được, cũng không đến bệnh viện được. Em cũng nghĩ trong đầu là em liều, em bảo là thôi bây giờ mà mình đến bệnh viện nữa mình còn lây nặng hơn thì sao. Thôi mình cố mình tự chữa ở nhà đi. Thế cả nhà em đều bị hết. Coi như là từ lâu đến bé, em bầu mà em vừa phải chăm chồng ốm, chăm các con ốm. Rồi mình cũng phải chăm mình nữa. Thế là cái cảm giác lúc đấy em bị stress khủng khiếp luôn ấy. Bởi vì nhà em là bốn em bé lận. Bé chồng mới của em là có 2 bé rồi. Rồi em lại có 2 bé nữa, bé trong bụng, một bé ở ngoài nữa. Thế là một mình em lúc đấy là nhà em 6 người.
là dính cả hết. Nhà dính, còn duy nhất một bé của Vân là không bị. Thì bé đấy bị cách ly vì 5 người còn lại là bị hết. Nhưng mình bé đấy bị nhốt. Thế thì cái suy nghĩ tích cực mà em nuôi dưỡng mỗi ngày trong cái giai đoạn đó là gì để mình đi qua cái biến cố về sức khỏe? Là lúc đấy thì thực sự là em là người khỏe nhất trong nhà. Tức là chồng em lại nặng hơn em rất là nhiều. Anh ấy còn bị biến chứng phù nề, mặt biến dạng luôn ấy. Sốt rất là cao. Một đêm mà thay áo cho chồng mấy lần. Mà mình thì bầu như thế mình cũng sốt. Trời ơi, cái khoảng thời gian em không bao giờ quên trong cuộc đời luôn. Sợ hãi ha. Mình cũng ám ảnh đấy. Tức là mình nghĩ trong đầu là mình phải khỏe, không được ốm, không được ốm. Thế cuối cùng em khỏe nhất nhà luôn. 5 ngày em đã khỏe rồi. 5 ngày là em đã hết tất cả dấu hiệu triệu chứng. Quay lại chăm những con bệnh. Em lại chăm hết những người còn lại thì mọi người lại khỏe lại rất là nhanh. Cuối cùng là cả nhà vượt qua được Covid khá là nhẹ nhàng. Nhưng mà mình vượt qua được thì mình thấy là trời ơi, đúng là sức mạnh tinh thần nó khủng khiếp thật. Mình có thể vượt qua được một cách kỳ diệu luôn ấy. Thật sự là cái giai đoạn đó chỉ có tinh thần mới cứu được mình thôi. Đúng rồi. Nhưng mà chồng mình bị nặng quá nên mà mình lại sợ. Lúc ấy mà anh có chuyện gì không biết mình sẽ như nào. Kiểu đấy, cảm giác một mình với một đứa trẻ con, và anh ấy thì là trụ cột mà anh lại ốm nhất. Trời ơi, khóc quá trời khóc luôn. Thế rồi có ảnh hưởng đến em bé không? Thì cũng may là không ấy. Tại vì là lúc ấy mình phải vực dậy, mình tự vực mình dậy rất là nhanh. Xong rồi nói chuyện với các bác sĩ hàng ngày nữa thì mình cũng được an ủi, động viên. Nói chung là em bé thì các chỉ số y khoa cho đến cái ngày mà đi đẻ thì nó vẫn bình thường. Chuẩn tốt. Trời ơi, giỏi quá. Rồi, bây giờ tới hành trình đi đẻ đi. Bây giờ đẻ bạn đầu tiên còn nhớ không? Nhớ chứ, ôi y nguyên luôn. Bữa đi đẻ thì là mình bị vỡ ối từ sáng sớm. Thế là mình bảo tôi chết rồi, là 42 tuần rồi mà em bé chưa ra. Thế là mình nghĩ trong đầu là có thể là phải mổ. Nhưng mà bác sĩ bảo không cần mổ vì là con đang rất là trẻ khỏe thì cố mà đẻ thường đi. Thế là thôi, em quyết tâm em đợi mà con thằng bé nó cũng cứng đầu nha. Thế bây giờ cái ngày đi đẻ là ai đưa đi đẻ? Chồng cũ của em đưa đi. Rồi vỡ ối ở nhà. Vỡ ở nhà, 5 giờ sáng thấy ướt hết cả người, cả giường. Coi như là không hiểu tại sao mình lại bị ướt đầm ướt đìa như thế. Ông kia có hiểu không? Ông kia thì cũng được dặn dò trước rồi. Thế là mới coi như là dậy bảo thôi, hai vợ chồng chuẩn bị bách đồ đi thôi. Đi đến bệnh viện, chờ đẻ cả ngày, tận tối muộn mới đẻ được. Khoảnh khắc khi mà mình nhìn thấy đứa con của mình vượt cạn được rồi, thấy con mình ra đời rồi, cái cảm giác của Vân lúc đó nó như thế nào? Với là nó cũng như là mình thăng thiên ấy. Trời ơi, mình bay lên trên trời cao. Đã từng suy nghĩ là sinh con ra thôi là mẹ chết á, mẹ đi á. Thế thì cái lúc mà sinh con ra rồi thì cái suy nghĩ đó nó còn tồn tại không? Hay là vì sự hiện hữu của con mà mình tự khắc mình thấy rằng là mình không thể biến mất trên đời này được? Đúng đấy, lúc đấy em nghĩ trong đầu là thôi mình lại phải tiếp tục, phải cố gắng tiếp thôi. Với lại khi mà cái cảm giác khó chịu không còn nữa thì cái tình yêu cuộc sống quay về, là mình lúc đấy mình thấy là mình lại muốn sống tiếp. Trời ơi, sanh con rồi mà con sinh thế này thì mẹ chết thì đúng mẹ uổng lắm. Không nha, đẻ ra nó không sinh tí nào đâu. Nó như thế nào? Nó già lắm thì nó ra đời, nó già nó nhăn rồi, mặt nó nhăn ra, xong rồi tay móng tay nó dài ngoăng ra vì nó già quá rồi. Nó già như là trái cà ấy, trời ơi. Mà mình không giống như gì mình tưởng tượng một tí nào cả. Rồi đến khi nào con người ta mới bắt đầu gọi là phỏng phao lại, con người ta thẳng thớm ra? Sau 3 tháng nó bắt đầu rất là xinh. Lúc đó hối hận chưa, bất ngờ chưa bà già? Đó, lúc đó là thật sự là thấy là đúng rồi đấy, đúng những gì hình dung rồi đấy. Còn trước đấy là thấy không giống tí nào đấy. Thế thì sanh xong là bao lâu thì Vân mới quay trở lại với lại con đường nghệ thuật? Thực ra sanh xong là mình cũng mất 6 tháng để mình lấy lại vóc dáng. Rồi lúc đấy trẻ hồi phục rất là nhanh. Nên là 6 tháng lại quay về em dẫn đường đỉnh Olympia đó. Lúc đấy là mình bắt đầu quay lại với truyền hình, rồi bắt đầu quay lại đóng phim. Thế là em cảm thấy là mọi thứ nó quay lại với mình, quay lại rồi. Thế bắt đầu mình tự tin cho mình lại tăng lên. Thế là mình vượt qua được tất cả những cái trầm cảm của cái giai đoạn trước đấy. Mình tìm lại được bản thân mình. Thế cái ngày đi sanh bé thứ hai nó như thế nào? Có vỡ ối ướt sũng giống như là lần thứ nhất không? Không, bé thứ hai này thì mình xác định trong đầu luôn là mình lớn tuổi rồi, mình không có đẻ thường được. Thì là bác sĩ cũng khuyên là nên đẻ mổ, và nếu mà mình thiếu ối như thế thì mình nên đẻ mổ nó sẽ tốt cho con hơn. Thế là em mới chọn ngày chọn giờ, rồi em chuẩn bị hết mọi thứ rất là sẵn sàng. Đợi bao nhiêu lâu mình mới được mổ? Có đợi không? Không, bác sĩ thì dặn luôn là đến sớm trước 4 tiếng là mình biết cứ giờ đúng giờ đấy là mổ thôi. Nên là mọi thứ được chuẩn bị rất là nhẹ nhàng, là nó rất là nhanh. Trời ơi, mổ hết có 10 phút rồi chị. Thế thì lúc này mà đem con ra thì có còn nhìn thấy con nó già, móng tay nó dài ngoằn không như bạn một không? Không, bạn này thì sớm, bạn này 39 tuần. Nên bạn này rất là xinh xắn và rất là con gái nữa. Nó đáng yêu lắm. Thế là người ta để nằm da kề da này, lúc đấy em thấy bạn như công chúa ấy, như kiểu đúng như một hạt vừng ấy. Em đặt tên là Hạt Vừng luôn, tại vì cái quỹ tên là Hạt Vừng. Cái khoảnh khắc của Vân khi mà các con của mình, vừa là con của mình rồi con của chồng nữa, khi mà
đón chào cái em bé này nè, cái khoảnh khắc mà các bạn nhỏ gặp nhau chắc là nó mang tới cho Vân một cái cảm xúc nó mạnh lắm đúng không? Đúng đúng đúng. Là ngày thứ hai là anh nhà mình mới cho các bé đến thăm, thăm bởi vì ngày thứ hai là mới đỡ đau hơn ấy, là mới tỉnh tỉnh được. Thì mới gặp thì lúc đấy cảm thấy hạnh phúc lắm, thấy các bạn ấy quây quần xung quanh em bé thôi. Rờ rờ em bé. Nắm tay nắm tiếp. Thì lúc này em thấy không còn khoảng cách hay là ranh giới gì nữa. Gia đình không có cái chuyện con anh con tôi con chúng ta đâu. Nó thật sự là một gia đình hoàn hảo ấy, mà tất cả đều là con của mình hết. Nesgercan canxi hữu cơ nhập khẩu từ Úc. Canxi cho mẹ khỏe bé cao. Ở lần sinh thứ hai này thì cái gọi là cái cảm giác yên tâm thoải mái của mình sau sinh nó khác nhiều không so với lần một? Em thấy lần thứ hai là mình thật sự là mình quá may mắn ấy. Tức là cái em bé sau này được ra đời khi mà bố mẹ đều đã rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Rồi gia đình mình cũng có điều kiện hơn, có các anh các chị nữa. Đâm ra là em bé cảm giác đầy đủ và may mắn. Và em bé ra đời thì mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn hết. Thế nên là không có một cái gì bỡ ngỡ nữa cả. Mọi thứ nó đều giống như quy trình ấy. Là mình đã trải qua rồi thì mình tự nhiên nó như bản năng nó lặp lại. Em không còn bị bỡ ngỡ một cái gì nữa cả. À, và đặc biệt tôi nhớ là cổ có một trường mầm non. À đúng rồi. À, có nghĩa là lúc Hạc Vân sinh là trường em đã mở rồi. Dạ. Thì điều đó với cái tâm thế của một người mà làm việc với trẻ mầm non nhiều á, dạ, cái chuyện mà đón nhận một em bé nó nhẹ nhàng lắm. Đúng rồi. Nó chủ động, nó đúng. Chủ động. Đúng là Hạc Vân bé nhỏ. Hạc Vân bé nhỏ. Rồi, dễ thương ha. Dạ. Nghe câu chuyện dễ thương mình cảm thấy có thể trong cuộc đời mình sẽ gặp được những người mà mình không thể đồng hành cùng với nhau được. Đúng. Nhưng mà đến cuối cùng mình vẫn nhận được một cái điều gì đó nó rất là nhẹ nhàng, rất là đáng yêu và rất là dễ thương. Và ngày hôm nay Vân là người tận hưởng hết tất cả những cái điều đó. Đúng rồi, tức là bây giờ mình nghĩ lại thì quá khứ có khó khăn đến mấy mà nó có khắc nghiệt đến mấy thì nó cũng là một câu chuyện đã qua và nó cũng rất là đáng nhớ, đáng để trân trọng. Thế thì bây giờ cái câu chuyện chăm con nè. Mình đã chăm một ông chồng, rồi chăm ba đứa con, rồi bây giờ một em bé mới chào đời nữa, rồi làm sao mình phân bổ được cái quỹ thời gian của mình đây? Thực ra là gia đình Vân thì đông người lắm, tại vì là cũng có thêm một vú em. Em có nhờ một vú em người Philippines chăm cho em bé mà rất là chuyên nghiệp nha. Em không phải lo lắng gì nhiều, chủ yếu là mình cùng với bạn ý nuôi em bé thôi. Còn lại ba bạn kia lớn lắm rồi, hai bạn 13 tuổi, một bạn 10 tuổi, là đều biết chăm sóc bản thân rồi. Thế là bố thì lại lo cho ba bạn đó. Nghe gia đình phân chia công việc rất là rõ ràng, thế nên là em cũng không bị vất vả quá. Bản thân chồng em cũng là một người rất là chăm lo gia đình, người nông gia đình. Thế nên là thật sự là mình cảm thấy là mặc dù đông con như thế thôi nhưng mà nó không bị giống như kiểu tất bật bú rù, không bị tầm tảo, không bị lam lũ. Đúng rồi. Không lam lũ, không lam lũ, không bị vất vả quá. Tại vì ai cũng phải có trách nhiệm, ai cũng tự gọi là tự lao động phục vụ được hết rồi. Đúng rồi, đúng không? Nhà em ăn xong là đứa lớn dọn bát, đứa lớn rửa bát. Rồi là nói chung trong nhà phân công hết lao động đầy đủ, ai phải làm. Thì bây giờ 13 năm hành trình làm mẹ rồi. Bây giờ cho Vân những cái giây phút để nhắn gửi. Thì Vân sẽ nhắn gửi đến ai? Nào mời bạn. Gửi đến hai thiên thần của mẹ. Ngày hôm nay thì là lần đầu tiên mẹ đối diện với một chiếc máy quay và là nói chuyện với hai con. Mặc dù hai con sinh ra ở hai thời điểm rất là khác nhau, có hai người bố khác nhau và lúc đó mẹ cũng là hai con người khác nhau, nhưng mà mẹ tin là chúng ta vẫn là một. Tất cả chúng ta đều xuất phát từ tình yêu thương, và tất cả chúng ta đều hướng đến sự hạnh phúc, và chúng ta có chung một xuất phát điểm, chúng ta có chung một đích đến. Nên là mẹ tin là mẹ sẽ cùng với hai con và những thành viên khác trong gia đình của mình, cùng có ba Cường này, có anh Nghé, có chị Bảo Châu và anh Bin, cũng là Hạt Đậu, là anh của Hạt Vừng này, tất cả chúng ta sẽ là một gia đình rất là hạnh phúc. Hãy cùng nắm thật chặt tay nhau và vượt qua tất cả những khó khăn. Và mẹ tin là mẹ sẽ có đủ tình yêu thương để có thể biến tình yêu của mình dành cho các con trở nên hoàn hảo. Mặc dù mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng mà mẹ tin mẹ sẽ là một người mẹ hạnh phúc và vui vẻ để cho các con có thể cảm nhận được cái sự năng lượng đó. Mẹ yêu các con rất nhiều, cả bốn con. Dễ thương quá. Tôi xúc động quá. Rất là xúc động với những cái lời chia sẻ vừa rồi. Mà thôi bây giờ giống như lúc nãy Lan nói rồi, Vân đang tận hưởng hết tất cả những cái niềm hạnh phúc mà mình đang có, thì cứ tiếp tục tận hưởng nó, phát triển cái công việc của mình, phát triển cái trường mầm non của mình. Cảm ơn Ngọc Lan rất nhiều. Cảm ơn Vân. Và bây giờ thì có một số phần quà dành cho Vân. Ôi, có quà luôn. Gửi tặng cho bạn cốt súp heo, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Chương trình có một phần quà là bộ sản phẩm Cohino gồm sâm tố nữ Pure Collagen,
giúp cân bằng nội tiết tố nữ, trắng hồng da. Bộ combo trắng da mờ nám gồm tế bào gốc DNA, vitamin B5, Dr. Nám giúp chăm sóc da mặt và toàn thân, giúp trắng sáng, mờ nám, căng bóng làn da. Cảm ơn Vân. Cảm ơn Lan. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Và cũng trong thứ tư hàng tuần vào lúc 21:30 chương trình sẽ được phát lại trên kênh MCV Media hoặc là cổng thông tin Netlove. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng xăm tố nữ Pure Collagen và bộ Rich Skin trắng da mờ nám thuộc thương hiệu Cohino đã tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Ngọc Lan, chị Tô Nhi A và bạn Vân Hugo xin phép được chào tạm biệt.